Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của Minh Nhật Audio vào buổi chiều ngày hôm nay. Em lên cho anh em rất nhiều những cái mẫu cành tre. Hôm nay em mới về luôn anh em nhé, mới về được sáng nay luôn. Đấy, các bạn thử nhìn, đây là những cặp cành tre 30 được đan lát hoàn toàn thủ công bằng tay 100% anh em và các bác nhé. Đây, được đan lát thủ công bằng tay 100%. Đấy, anh em thể nhìn con này có một cái màu vàng sẫm. Đó. Thì bây giờ con này để làm gì? Nhiều anh em con này để làm gì? Đây, em quay vào đây cho các bác nhìn. Con này để chúng ta trang trí và dàn nhà mình anh em nhé. Và anh em nào mà thích thì cũng có thể lắp được cả vào những cái lỗ thùng loa như này. Đấy, để cho cái độ phân đẳng nó được rộng ra. Đấy. Thì đây em mới để trang trí thêm cái dàn của em. Em nhìn nó sẽ sống động hơn rất là nhiều đúng không ạ? Và ngoài ra con này cũng có thể lắp thêm được những cặp chép nữa anh em nhé. Đấy, chúng ta có thể lắp thêm được những cặp loa chép như thế này. Đấy, thì trên tay em đang là một con chép của Pioneer. Đấy, thì con này chúng ta đằng sau của nó có một cái hõm để chúng ta nhét cái con loa vào. Được chưa? Anh em nào mà thích cái cấu hình này thì có thể yêu cầu bên em làm. Thế thì bên em sẽ câu cho anh em và làm sẵn cho anh em, về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, thì con này là cầm kèn tre 30. Đấy, kèn tre 30 thì ngay bây giờ sẽ đo luôn cho anh cái thông số của nó. Đấy, quay luôn. Đây ạ. Con này thì chiều dài của nó là đúng 30 cm. Anh em bác có thể nhìn, đúng 30 cm. Thì con này là gọi là vành kép. Cái vành kép của này. Đấy, chúng ta có một cái vành nhỏ bên trong nữa. Đấy, vành nhỏ bên trong rơi tầm 15 cm anh em bác nhé. 15 cm. Đấy. Và chiều cao của cái vành kèn này nó rơi vào tầm 17 anh em nhé. Gần 17. Đấy, từ miệng của kèn tre và xuống đến đáy này là 17 cm. Đấy, và cái miệng, cái hõm đằng sau này, anh em bác có thể nhìn vào đây. Cái hõm đằng sau nó rơi vào tầm 11 cm các bác nhé. Nên là kể cả những con chép vành 11 hoặc là 10 hơn 10 đều có thể lắp vừa hết. Đấy, rất phù hợp cho anh em độ chế hay là phối ghép lên cực kỳ đẹp. Đấy, phối ghép cực kỳ đẹp luôn. Kể cả những con chép như thế này, kể cả những con chép tóc như này, anh em có thể để như này. Đấy, nó cũng đẹp luôn. Đấy, độ chế cực kỳ đẹp. Đấy, ví dụ như con này hai con chép vào đây, hai cái kèn tre vào đây cực kỳ đẹp. Đấy, thì bên em xin báo giá công khai luôn cho một cặp kèn tre như này là gồm 2 chiếc anh em nhé. 2 chiếc. Đấy, không những anh em làm được kèn tre, anh em có thể làm nón cũng rất là đẹp. Đấy, thì một cặp kèn tre có giá là 550.000, chưa bao gồm phí vận chuyển anh em và bác nhé. Anh em làm mà ship tỉnh thì hỗ trợ em 30.000, thì tổng phí ship sẽ rơi vào tầm 580.000 tất cả. Đấy, em nào quan tâm thì cái mẫu kèn tre này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em sẽ để ở ngay dưới màn hình. Đấy, anh em có thể liên hệ trực tiếp với em Minh Nhật Audio và kèm số điện thoại đấy. Anh cần mua một cặp kèn tre 30, vành kèn tre 30. Đấy, rất là nhiều. Hôm nay em về được tầm 50 cặp anh em các bác nhé. 50 cặp đủ đồ chơi cho anh em. Vâng, xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em các bác trong các video sau.